Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho trang địa phương Nam Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung chính sau sẽ có trong chương trình hôm nay. Lãnh đạo huyện Nam Giang kiểm tra tình hình kinh tế xã hội tại xã Ca Di và Tập Hình. Nam Giang tổng kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023. Giữ gìn nghề truyền thống để phát triển du lịch ở Nam Giang. Phụ nữ Nam Giang đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác huyện ủy Nam Giang do đồng chí Lê Văn Hường, bí thư huyện ủy, làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra tình hình thực hiện các mặt công tác thời gian qua tại xã Cà Di. Năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, xã Cà Di thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chăm lo tết cho nhân dân với hơn 200 suất quà được trao tặng, trị giá hơn 329 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã chi ngân sách hơn 45 triệu đồng thăm tết các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí. 2 tháng đầu năm nay, xã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng trồng rừng và chăn nuôi. Năm 2024, phấn đấu giảm 80 hộ nghèo, vượt 27 hộ so với chỉ tiêu huyện giao, xây dựng và sửa chữa 76 nhà ở cho hộ nghèo, 13 nhà cho gia đình chính sách, tập trung trồng rừng gỗ lớn, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Á Việt Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, cùng lãnh đạo các ngành của huyện, cũng vừa kiểm tra tình hình thực hiện các mặt công tác đầu năm tại xã Tập Biên. Đến nay, xã Tà Biên đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt 2 tiêu chí còn lại vào cuối năm nay. Toàn xã còn 208 hộ nghèo, chiếm 29,34%. Năm 2024, có 208 hộ đăng ký trồng rừng gỗ lớn với hơn 104 ha, có 10 lao động đăng ký đi làm việc tại nước ngoài. Mặt trận đoàn thể xã đã phát động nhiều phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gia đình 50 ba sạch, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào tuổi trẻ xã Tà Biên quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đồng chí A Viết Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang yêu cầu xã Tà Biên rà soát các tiêu chí nông thôn mới để triển khai thực hiện đạt kết quả. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang vừa thông qua các kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024. Tại đây, các ban ngành liên quan thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm các hoạt động 75 năm thành lập Đảng bộ huyện, Đại hội thể dục thể thao cấp xã, hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường Sơn, âm vang cồng chiêng và các hoạt động chợ đêm. Kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nam Giang yêu cầu công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ của Đại hội thể dục thể thao. Việc đăng cai tổ chức tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường Sơn phải bám sát nội dung, chủ đề, đảm bảo chất lượng nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền. Đối với liên hoan âm vang cồng chiêng phải được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo về nội dung, tạo sự lan tỏa, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác cải cách hành chính huyện Nam Giang triển khai thực hiện quyết liệt, mang lại nhiều dấu ấn nổi bật. Tổng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên địa bàn huyện và được thực hiện qua hệ thống một cửa điện tử đạt 5.726 hồ sơ, đã giải quyết 5.677 trên 5.726. Bên cạnh đó, có 4 cơ quan chuyên môn cấp huyện, 12 trên 12 đơn vị cấp xã đã hoàn thành cài đặt tài khoản thanh toán trực tuyến, phục vụ nhu cầu thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ, toàn trình của người dân. 12 trên 12 đơn vị cấp xã ban hành quyết định áp dụng biên lai điện tử trong các giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối liên thông 4 cấp, trung ương, tỉnh, huyện, xã. Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, đồng bào Cơ Tu, Ve, Tà Rìa ở huyện Nam Giang vẫn còn tư tưởng trọng nam hơn nữ. Họ mặc định những công việc hàng ngày như chăm sóc gia đình, con cái là của phụ nữ, còn quyền quyết định các công việc trọng đại trong nhà thuộc về nam giới. Người đàn ông cho mình có quyền không chia sẻ công việc với vợ, rồi hủ tục, thách cưới, đòi của, bạo lực gia đình, bạo lực xâm hại tình dục trẻ em,
đã gây ra tình trạng bất bình đẳng giới và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng cao Nam Giang. Trong đó với thông điệp chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang triển khai nhiều chương trình thiết thực như tuyên truyền luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, duy trì các mô hình địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nói không với tảo hôn hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp với các đơn vị trường học, tổ chức truyền thông quyền bình đẳng giới, tạo cơ hội cho học sinh, trẻ em gái được nêu lên chính kiến của mình. Thông qua các hoạt động này thì chúng tôi thấy là nó sẽ nâng cao cái nhận thức cho bà con nhân dân, đặc biệt là các em học sinh ở trong nhà trường. Vì cái đợt phát động này nó mang tính chất quy mô hơn, rộng lớn hơn và có sự tham gia đầy đủ của các cấp chính quyền địa phương và bà con nhân dân, học sinh. Ngay sau các buổi phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang tiến hành tập huấn, triển khai chung về chương trình mục tiêu quốc gia và nội dung cụ thể của dự án 8, tổ chức tọa đàm về xây dựng các mô hình giảm nghèo, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tổ chức tập huấn chuyên đề kiến thức về giới, nâng cao năng lực về lồng ghép giới của chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay thì có dự án 8 thì thực hiện cái việc mà bình đẳng giới thì như hội phụ nữ là tiếp tục xuống tại các thôn rồi để tuyên truyền thường xuyên hơn nữa và phối hợp tốt với các ban ngành của thôn, ví dụ như là già làng uy tín rồi chi hội phụ nữ rồi các thôn để tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh về công tác tuyên truyền về phòng chống tảo hôn hôn nhân cận huyết thống. Chúng tôi nhằm hướng đến cho phụ nữ là gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và xóa bỏ và dần dần không còn bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Hôm nay chúng tôi tổ chức hội thi, nhưng sắp đến chúng tôi sẽ tổ chức các tổ tại các thôn bản, tổ truyền thông tuyên truyền tại các thôn bản và các địa chỉ đáng tin cậy tại các thôn bản nhằm xóa bỏ bạo lực gia đình. Trong năm 2024 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến xã ở huyện Nam Giang sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp. Tổ chức hội thi, liên hoan chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình sáng tạo, hiệu quả, góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số, chung tay xây dựng chiến lược về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, trao quyền năng sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ra khỏi cộng đồng. Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang vừa tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023 đã thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2 là 14.296 hồ sơ, đã kích hoạt 10.945 hồ sơ. Công an huyện tổ chức 110 buổi tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút gần 2.500 lượt người tham gia. Qua công tác vận động tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp hơn 120 thông tin, trong đó có hơn 60 tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an bắt vận động truy nã một đối tượng, thu hồi 14 súng, 5 công cụ hỗ trợ và hàng chục viên đạn các loại. Phối hợp tổ chức 12 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, có 110 lượt ý kiến đóng góp với lực lượng. Trong năm, huyện đã xây dựng một mô hình, nhân rộng một mô hình an ninh trật tự, nâng tổng số mô hình trên địa bàn lên 7 mô hình về an ninh trật tự như tiếng kẽn an ninh, tập họ tự quản. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Vừa qua tại xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và lễ xuất quân đưa lao động đi làm việc tại nông trường Thagrico thuộc Thaco tại Lào đợt 1 năm 2024. Đợt này toàn huyện có 45 lao động đăng ký đi làm việc tại nông trường Thagrico tại Lào. Lao động được học tập và thực tập trong thời gian 3 tháng, trong đó được hỗ trợ ăn ở trong thời gian học tập tại trường. Tháng thứ 2 thực tập ở nông trường, nông trại Thagrico sẽ nhận lương từ 6 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Sau 3 tháng đào tạo, công ty sẽ ký kết hợp đồng chính thức với mức lương 9 đến 10 triệu đồng một tháng. Ngoài chính sách hỗ trợ của công ty, huyện Nam Giang cũng hỗ trợ tiền ăn ở sinh hoạt trong thời gian đào tạo, hỗ trợ kinh phí ở trọ, làm hộ chiếu, khám sức khỏe và các chi phí khác.
đoàn công tác Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và huyện Nam Giang vừa kiểm tra công tác triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại xã Đờ Bin. Trong năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Tà Biên được triển khai rộng khắp. Năm 2023, xã có 587 trên 709 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 82%. 27 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc được tặng giấy khen gia đình văn hóa, 3 trên 3 thôn đạt thôn văn hóa, chiếm tỷ lệ 100%. Công nhận 37 trên 45 tộc họ văn hóa, đạt tỷ lệ 82%. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa thể thao được Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã từng bước được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tập luyện thi đấu từ thôn đến xã. Việc đầu tư lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời được bố trí tại công viên, khu vực đông dân cư đã thu hút được mọi người tập luyện. Hiện xã có một sân bóng đá ngoài trời với tổng diện tích trên 4.000 m², có nhà văn hóa xã, đảm bảo trên 100 chỗ ngồi, có điểm vui chơi giải trí cho nhân dân và thanh thiếu niên. Thưa quý vị và các bạn, toàn huyện Nam Giang hiện nay có các làng nghề truyền thống như làng nghề dệt thổ cẩm Gia Ra ở xã Đà Biên, làng dệt nhuộm vải ở thôn Công Dồn, xã Ruôi và các nghệ nhân đàn lát cơ tu, ve, tà riềng ở nhiều xã trong huyện. Các nghề, làng nghề truyền thống tại Nam Giang cũng đã tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số tại chỗ. Để phát triển làng nghề bền vững, thì du lịch làng nghề được coi là hướng đi để vừa giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm, vừa quảng bá, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề. Đây là làng dệt thổ cẩm Gia Ra ở xã Tà Biên, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Từ đầu làng, tiếng lách cách của khung dệt, tiếng cười nói của chị em phụ nữ cơ tu Gia Ra, tất cả tạo nên một thanh âm vui nhộn. Một ngày mới ở làng dệt lâu đời nhất của đồng bào cơ tu vùng cao Quảng Nam được bắt đầu như thế. Tại gươl truyền thống, có hơn 50 chị em phụ nữ cơ tu đang miệt mài dệt nên những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo. Ai nấy đều thoăn thoắt tay chân trên những tấm vải màu trắng, đỏ và đen. Vừa dệt tấm dồ, nhanh tay đính những hạt cườm, cẩn thận với từng họa tiết hoa văn trên từng tấm vải được nhuộm màu. Và cái dệt thổ cẩm của người đồng bào cơ tu của chúng tôi có khác với dân tộc khác là họ dệt cườm vào trong sản phẩm tạo thành những cái hoa văn của nó. Và những cái hoa văn đó đều gắn bó trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Đó là những cái hình như là mã não, lá tút, rồi cái chày giã gạo, rồi cái lá lợp nhà. Những năm qua, Hợp tác xã dệt thổ cẩm Cơ Tu Gia Ra đã sản xuất ra hàng trăm sản phẩm và bán ra thị trường, mang lại nguồn doanh thu ổn định cho chị em phụ nữ cơ tu tại chỗ. Những sản phẩm dệt của hợp tác xã ngày một đa dạng và phong phú, được khách hàng trong và ngoài nước biết đến. Tháng 8 năm 2014, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào cơ tu là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những năm qua, làng dệt thổ cẩm Gia Ra không chỉ là nơi lưu giữ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của đồng bào cơ tu, mà nơi đây còn là điểm đến du lịch hấp dẫn trong những năm qua, thu hút hàng ngàn lượt du khách quốc tế đến tham quan và mua sắm. Đã gắn cái văn hóa truyền thống phục vụ cho du khách, gồm có là biểu diễn dệt, biểu diễn múa tân tung gia giá và các cái nghề khác như là đan lát, đan lưới. Đó, thì gắn với phát triển du lịch thì tốt rồi, ở địa bàn xã Tà Biên thì tốt rồi. Còn đối với các cái địa bàn khác không có khả năng gắn với du lịch thì trước tiên là chúng tôi phải bảo tồn cái đã. Chúng tôi bảo tồn bằng cái nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia đó. Chúng tôi mở các cái lớp đào tạo, lớp truyền dạy. Ở huyện Nam Giang, ngoài dệt thổ cẩm thì còn có các nghề truyền thống nổi bật của đồng bào thiểu số như đàn lát, chế tác nhạc cụ, điêu khắc gỗ truyền thống. Và hiện nay huyện vùng cao này đang tập trung khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc của các nghề truyền thống để phục vụ du lịch. Trong đó, ngoài giới thiệu các nét đẹp về văn hóa cồng chiêng, ẩm thực, thì các du khách nước ngoài còn rất thích thú với trải nghiệm không gian làng nghề, nghề truyền thống, tự tay thực hành đan lát, điêu khắc hay tham gia biểu diễn nhạc cụ. Điều này đã đang góp phần khôi phục nghề truyền thống của đồng bào, cũng như góp phần phát triển du lịch cộng đồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào vùng cao Nam Giang. Trang địa phương Nam Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.